Vì sao chất lượng sữa bò New Zealand tốt nhất thế giới? New Zealand là một đất nước có môi trường tự nhiên hoang sơ, trong lành và là thiên đường của loài bò sữa. Chất lượng sữa bò của quốc gia này cũng được ưa chuộng hơn bất cứ quốc gia nào bởi các lý do sau đây. Thứ nhất, đồng cỏ. New Zealand là một quốc gia gồm hai đảo chính là đảo Bắc, đảo Nam và các quần đảo nhỏ. Vì yếu tố địa lý, nước này có vị trí biệt lập trong khoảng 80 năm, nên đã hình thành hệ thống động thực vật đặc thù và là điều kiện vô cùng thuận lợi để chăn nuôi bò sữa. Đặc biệt, New Zealand có khí hậu ôn đới hải dương, nhiệt độ trung bình từ 7 độ C đến 16 độ C. Đây là khí hậu lý tưởng giúp phát triển đồng cỏ tự nhiên quanh năm xanh tươi. Đồng cỏ không phân bón, không thuốc trừ sâu, không thuốc hóa học, chính là nguồn thức ăn hấp dẫn dành cho những cô bò sữa tại New Zealand. Bởi thế mà bò cũng tiết ra nguồn sữa tự nhiên, sạch và chất lượng nhất. Thứ hai, chăn nuôi hoàn toàn tự nhiên. Ngành nông nghiệp thế giới đã tiến lên bậc cao trong việc áp dụng công nghệ và khoa học. Tuy nhiên, đối với ngành chăn nuôi bò sữa, yếu tố tự nhiên có tác động rất lớn đến chất lượng sữa thu hoạch. Càng tự nhiên, chất lượng sữa càng tốt. Bò ở New Zealand được chăn thả hoàn toàn trên đồng cỏ tự nhiên. Mỗi con bò đều có không gian rộng rãi, thoáng đãng để đi lại, vận động thoải mái, không bị ức chế như những cô bò bị nuôi nhốt. Bên cạnh đó, mỗi cô bò sẽ được gắn chip tự động để kiểm tra tình hình sức khỏe, tránh tình trạng lây nhiễm và dễ dàng kiểm tra, quản lý đàn bò. Thứ ba, hệ thống chuồng trại. Hệ thống chuồng trại chỉ là nơi nghỉ ngơi của đàn bò sau một ngày thong dong trên đồng cỏ, nhưng cũng được quy hoạch tập trung, yên tĩnh và tạo sự thoải mái nhất cho đàn bò. Dưới nền đều có rơm lót giữ cho bò khô sạch, giảm thiểu các yếu tố gây viêm nhiễm bầu vú. Máng ăn uống được cọ sạch sẽ hàng ngày, giữ khô ráo, ngăn ngừa sự xâm nhập của các loại vi khuẩn, nấm, men. Nước thải và phân bò ở khu vực vắt sữa được dồn qua máy lọc rồi nghiền nát mọi thứ, bơm theo đường ống thẳng ra từng lô cỏ hoàn toàn tự động, sạch sẽ và tiết kiệm. Thứ tư, nguồn nước. New Zealand là một trong những quốc gia sạch nhất thế giới. Người New Zealand rất có ý thức bảo vệ môi trường. Họ duy trì hệ thống kiểm soát và bảo vệ đất đai, khu bảo tồn thiên nhiên và đặc biệt là nguồn nước. 90% thành phần của sữa là nước. Vì thế, nước uống của bò có ảnh hưởng lớn đến sản lượng sữa. Theo tính toán, bò sẽ cần ít nhất 3 lít nước để tạo nên 1 lít sữa. Đồng nghĩa với việc những con bò cao sản sẽ cần hơn 150 lít nước hàng ngày. Bò thích uống nước sạch và mát, thậm chí chúng còn nhạy cảm với chất lượng nước hơn con người. Chính nhờ nguồn nước sạch tại New Zealand, bò sẽ uống lượng nước theo đúng tiêu chuẩn và tiết ra nhiều sữa hơn. Thứ năm, cách lấy sữa. Trước khi vắt sữa, nước được phun dưới dạng xương, kích thích bò cho sữa nhiều hơn. Công nhân phun nước rửa các núm vú, chụp núm cao su vào núm vú bò. Máy sẽ tự động vắt, nhả ra khi hết sữa. Sữa được bơm tự động vào bồn chứa và chuyển đến khu chế biến. Hệ thống luôn tự động báo số lượng sữa về trung tâm nhà máy, nên quản lý rất thuận tiện và nghiêm ngặt. Thứ 6, khu chế biến quy mô lớn. Điểm đặc biệt của các khu chế biến sữa tại đất nước này là nhà máy vô cùng hiện đại, tiên tiến và hoàn toàn tự động trong khâu chế biến, đóng gói. Luôn có một đội ngũ các nhà nghiên cứu kiểm tra chất lượng sữa trước khi chuyển qua khâu kế tiếp. Quy trình sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt chuẩn quốc tế GMP. Chính vì những lý do đó, sữa của New Zealand luôn đạt chất lượng hàng đầu thế giới. Một trong số đó phải kể đến sản phẩm sữa Alpha Lipid Life Life của tập đoàn New Image của New Zealand, một sản phẩm mang thương hiệu quốc gia của New Zealand.
sản phẩm đã mang lại nhiều giá trị sức khỏe cho hàng triệu người khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Để có thể tìm hiểu chi tiết về sản phẩm, mời quý vị và các bạn hãy truy cập trang chăm sóc sức khỏe chủ động theo đường link bên dưới phần mô tả. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi các video mới nhất về kiến thức chăm sóc sức khỏe cũng như các kiến thức về sản phẩm quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.